Chúng ta đến với set 2 kèo hèn 44 xả giữa tem của Trọng Nhỏ và dựng 2-1. Kết thúc set 1 thì Trọng Nhỏ thua một set. Đây là set 2. Set 2 thì tem của Trọng Nhỏ thay người. Điểm cho Trọng Nhỏ 1-0. Và đánh bóng tuột móc ra ngoài của Trà 2-0. Và bẻ bóng quá mạnh, bóng ra ngoài sân 3-0. Phạt bóng rất tuyệt vời 4-0. Chắn bóng tốt, điểm đầu tiên cho Dưng 1-4. Pha chuyền bóng tốt của Duy 5-1. Chu bóng tốt của những 2-5. Và như vậy là theo quy định của trọng tài, trong khi kép xét là điểm cho Trà 2-5. Sau đó thì tem của Trà phạt bóng hỏng 6-2. Phạt bóng uy lực 7-2. Ở đây thì khỏi lo làm bóng. Mình thế nè. Pha này thì không thể bỏ lỡ. 9-2. Anh chị nói 8-2. Thay một cầu thôi mà Trọng Nhỏ lại có một giây lên điểm. Xếp 15, điểm số là 8-2. Và chuyền bóng tốt của Trà 3-8. Hai bên đều có một vận động viên rất tốt. Và đánh bóng hỏng tiếp tục điểm cho đối thủ 4-8. Bóng mặt cây đây.
94. Điểm cộng nhỏ 94. Bên kia thầy Huy vô thấy có tác dụng liền ha. Số đó là 94 rồi. Khoảng cách đây là 5 điểm. Vậy sao ăn được cộng nhỏ? Trong sân rồi. 14. Một tay trần tức đôi lệch cho. Từ pha xử lý vừa rồi chúng ta thấy bóng dáng của Tấn An. Mất mấy sở trường. Vũ kìa. Thả bớt. Đúng rồi, thả bớt mấy bên đây. Một pha trả bài của Trong nhỏ. 5-0. Ý là không cho đối thủ công mà. Bác thể là để đối thủ khác mà mình công. Nhưng mà bác cũng qua lưới luôn. Lý công cho tên 11-5. Không thành công, tiếp tục điểm cho Văn Trà 61. 6-11. 6-11. 6-11. 1 giây lên điểm luôn. Mười 26. Và phá chặn của Duy. Đổi một điểm lại cho Trà. 72. Tay rồi, 82. Nhị công có chưa vậy? Thử có ai cao hơn. Cầm lại. Không có như vậy là bên này đổi phát rồi. Qua đêm cho anh em quay anh em. Vẫn cờ. Cơ hội, đây là bắn cà. Thủ hay quá. Bóng tốt rồi. 13-8. 4 à? Dạ. 4 à, 14 à. 14-8. 14-8. Kèo này thì Vũ vào rồi. Này không lấy. Đây này không lấy. À. 9-14. 9-14 rồi. Mười bốn. 10-14. Trong sân 11-14. Rồi phản công. Dương. Trong sân 12-14 rồi. Hàng xảo xông lại rồi. Hàng xảo xông lại rồi. Rồi. Tới ông chuyện rồi. Anh em chủ nhà lên điện thôi. Rồi. Áo xanh có set boy. Có đến rất nhiều set boy nhưng mà đang đứng trước cơ hội bị ngược dòng anh em ơi. Ở trận trước thì cũng đang ngược dòng, Hoàng Minh Coffee đã phải vào sân rồi. Nè sẵn luôn nè. 16-10. 3-4. Rôm rả rồi. Hàng xảo chủ nhà Tây Ninh lên cầu rồi. Có chuyện rồi. 13-14.
Và như vậy là vẫn chưa kết thúc anh em ơi. Vẫn chưa kết thúc. Chưa kết thúc anh em ơi. 16. 16 tới. Câu trả lời của chàng trai Văn Sa. 14-15. Vẫn là chàng trai số 6 và bóng chàng trai đã mang về thắng lợi cho đội bóng FC chủ nhà Tây Ninh ở kèo đấu trước. Chàng trai này là thân may mắn rồi. Nếu để thua thì bầu vũ Arsenal cắn lưới anh em ơi. Không hiểu cho những chú linh chi của đội bóng của bầu vũ. Dòng khó tin và khó tin. Và như vậy là cả hai kèo hèn đầu tiên của trận đấu này thì Phú Arsenal vẫn không được may. Trời ơi, Vũ ơi là Vũ ơi, Vũ phát tiền anh em ơi, Vũ lại chia tiền rồi. Trời ơi là trời ơi. Ra đảo.